đây sẽ là bức tranh đẹp nhất của mình. Xuất sắc thật đấy. Mày vẽ con chó như thật, trông rất có hồn nhá. Mắt mũi mày làm sao? Con mèo người ta xinh này vào con chó, chịu ấy. Con mày bị làm sao ấy? Hai cái tai này, mắt này, mũi này, mõm vẩy ra, đuôi ngoe nguẩy. Con này là con chó, mèo cái gì con này? Chó nào? Mày hoa mắt à? Nhìn lại đi. Không phải nhìn lại, quê nhà tao là trang trại nuôi chó à? Tao lại không biết con chó nhìn như nào. Con này là con chó. Mày ấm đầu ấy à? Gì đấy? Này, mày là bạn thân nhất của tao ấy. Lần một thì tao nghĩ mày trêu, lần hai tao nghĩ mày đùa. Nhưng cuối cùng mày nói như thế à? Đừng có mày nhây. Tùy thôi. Tao cũng biết là với những người bảo thủ ấy, thì có nói thế nào chăng nữa người ta cũng không tiếp thu. Ừ, mày đúng rồi. Đây là con mèo đấy. Thế đây chả con mèo con gì. Hay mình nhầm. Này, thấy bức tranh con chó của tao thế nào? Quá có hồn. Mày vẽ con mèo như thật đi. Không phải riêng nó, tất cả mọi người, mình đều làm một đằng mà người ta nhìn ra một nẻo. Sao lạc lõng ấy nhở? Trong một loạt những từ khóa rất là thú vị của tuần này, lửa lòng lộng lẫy, lửa lòng lạnh lẽo, thì ngày hôm nay là lửa lòng lạc lõng. Cái chữ lạc lõng nghe nó đúng là nó rất là nặng khi mà nói về tâm trạng của một ai đó. Và rõ ràng là cái sự lạc lõng nó có nguyên nhân của nó, nó cũng có cách giải quyết của nó, chứ không phải là một cái trạng thái mà chúng ta nên chấp nhận. Đầu tuần thì chúng ta nói về lửa lòng lộng lẫy, tức là khi mà một người mà nhiệt huyết năng lượng sẽ được mọi người đón nhận, sẽ lan tỏa cái ngọn lửa đấy. Nhưng bây giờ lại lửa lòng lạc lõng, có nghĩa là cho dù bạn nghĩ rằng là bạn đang cháy đi, nhưng mà cũng chẳng có ai hưởng ứng. Thậm chí là càng cháy thì nó lại càng lụi càng tàn đi. Càng xa. Đúng không? Càng xa ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời sau 15 năm làm ở nhà hát thì mình thấy mình bị lạc lõng. Vì là em nghỉ đẻ là cũng 1 năm. Tức là được 6 tháng thôi, nhưng mà ở nhà hát thì mọi người vẫn ưu tiên cho các chị em là có thể nghỉ lâu hơn một tí. Và đến khi mình quay trở lại thì xung quanh mình toàn các bạn trẻ. Và mình vào thì mình, chào các em. Nhưng có đứa nó rất hồn nhiên. Cháu chào cô ạ. Thế là tự nhiên mình, Chững luôn. Và thế tức là chúng nó kém mình phải đến 15 tuổi. Nhưng em cũng không thấy buồn về việc đấy. Em chỉ thấy là có lẽ mình cần thời gian để mà mình làm việc lại. Tái hòa nhập cộng đồng. Đúng rồi. Tôi đã từng được thấy rất nhiều những người trẻ, và kể cả thế hệ của chúng ta cũng thế, vào công sở thì sếp thì lúc nào cũng chỉ thích nghe nịnh thôi. Một cái môi trường mà mọi người đến cái môi trường đó, họ không phải là họ làm việc mà họ chỉ cần có một chỗ ngồi thôi, dẫn đến một cái chuyện rằng là bao nhiêu lửa ở trong mình trở nên tàn lụi. Nó là một cái môi trường rất là độc hại. Nó làm cho chính chúng ta không còn cái hào hứng nữa. Em đã từng lạc lõng như thế khi em cảm thấy cá tính của em hình như nó hơi khác so với những đồng nghiệp của mình. Em thấy mọi người có cái quan điểm, có cái suy nghĩ, có cả cái lối thể hiện nó như thế này, nhưng em thì lại theo lối khác. Bỗng nhiên mình đặt ra câu hỏi là hình như em hơi khác người, hay là em quan điểm của em nó hơi bị tụt hậu, hay là mình bị suy nghĩ nhiều quá, mình không thấy giống cộng đồng. Và thế là có những lúc em đã cố gắng thử lái theo hướng đấy, cố tỏ ra là thế à, em cũng theo một cái hướng như thế, nhưng mà trong tâm can mình thì thấy là nó lạc hẳn đi đâu đó, và cái ngọn lửa đấy như kiểu là nó đang rẽ như này anh ạ, nó không biết là phải cháy theo hướng nào nữa. Nó có cháy nhưng mà nó bập bùng bập bùng bập bùng. Phải nói rằng nếu như đã ở trong một cuộc sống công sở thì không ít lần chúng ta gọi là trong những lúc buôn chuyện với đồng nghiệp thì sẽ có gặp những cái cảm nhận như thế này. Tức là tôi cảm thấy rằng là sếp không đánh giá được năng lực của tôi, đồng nghiệp tôi toàn những người ù lì, rồi là thiếu năng lực, tôi mới là ngôi sao. Vậy thì là giá trị của tôi không được nhìn nhận một cách đúng đắn. Nhưng đôi khi những người đó lại không tự nghe thấy chính mình đang nói gì. Vâng. Và không nhận ra là có khi mình mới là người đang bị lạc lõng một cách chủ động. Và cô đơn giữa đám đông xa lạ. Đúng không ạ? Em cô đơn giữa cuộc vui đông người. Và rõ ràng là chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm ra tất cả mọi câu trả lời cho những câu hỏi tưởng chừng như là rất là khó khăn này. Lửa của mình đang rất là hừng hực mà. Cho nên là mình nghĩ rằng là người ta cần cái này, mình nghĩ là người ta cần cái kia. Nhưng đôi khi những cái mà mình làm được ấy,
có khi lại cướp công việc của người khác đấy. Tất cả mọi thứ nó đều là sự lựa chọn của mình. Vui hay buồn, hay cảm thấy khó chịu, hay cảm thấy bế tắc, nó đều là sự lựa chọn của mình hết. Mình sẽ chỉ là gì? Cái thời điểm này, cái ngọn lửa của mình nó vẫn cháy, nhưng nó sẽ cháy ở một cái mức độ vừa phải, bởi vì lúc đấy ta chưa phải làm việc. Ta mới chỉ đến đấy với một cái nhiệm vụ và trách nhiệm đơn thuần thôi. Nhưng khi tôi bước lên sân khấu, chắc chắn ngọn lửa của tôi sẽ sáng. Và tôi cũng sẽ truyền cái ngọn lửa của tôi cho tất cả mọi người. Có những lúc mà mình cần bùng cháy hơn để truyền được cái năng lượng tích cực, là đó là những gì mà mọi người cần, thì thôi lúc đó mình sẽ có cái sự thay đổi. Chứ những cái khoảnh khắc mà khiến cho mình cảm thấy lạc lõng như thế, đôi khi cũng dễ khiến cho mình có những cái suy nghĩ như Hương nói là có thể bị tiêu cực. Nó làm cho mình bị hòa tan và thay đổi chính bản thân mình. Đừng bao giờ mà cảm thấy tiêu cực quá. Đôi khi nó sẽ có cuộc sống, nó sẽ có những giây phút như vậy, nhưng mà mình nên cho nó qua thật nhanh để mình cân bằng lại cuộc sống của mình. Cho đến cái điểm cuối của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta phải khẳng định với nhau rằng là ai cũng có những giá trị riêng, và thế giới này rất là rộng lớn, rất diệu kỳ, sẽ luôn luôn đủ chỗ cho tất cả mọi người, đúng không anh Bảo? Đúng mình vậy. Không nên sốt ruột. Và chúng ta cũng cần phải nhận ra rằng là ngọn lửa của mình có thể cháy bằng nhiều thứ nguyên liệu khác nhau. Nếu như là bằng xăng không được, chuyển sang dầu diesel sao? Dầu diesel không được thì có khi phải lên đời là chạy bằng điện. Vâng. Tất cả những cái điều đó mang lại một cái hương vị rất là tuyệt vời của cuộc sống. Vâng. Và hy vọng rằng là mỗi quý vị khán giả, nếu như có đang cảm thấy lạc lõng thì hãy tìm cách để làm thổi bùng lên cái ngọn lửa nhiệt huyết trong chính mình. Và chúng ta vẫn còn gặp nhau ở những ngày tiếp theo của chủ đề tuần này với thêm một từ khóa là hai chữ L nữa, lệch lạc. Khi mà cái nguồn năng lượng của chúng ta đi hơi xa, đi hơi lạc hướng thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Hãy cùng quay trở lại với chúng tôi vào giờ này ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.